Thưa quý vị, tối qua chương trình Vũ hội đường phố, Carnival đường phố đã khuấy động không khí của thành phố Đà Nẵng vào ngày đầu năm mới. Nằm trong khuôn khổ hoạt động lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021, chương trình Vũ hội đường phố, Carnival đường phố đã diễn ra từ 19:30 đến 21:00 với sự góp mặt của 100 nghệ sĩ cùng các tiết mục nhảy, khiêu vũ và đội kèn hơi. Thưa quý vị, hiện tôi đang hòa mình trong không khí lễ hội Carnival đường phố được diễn ra dọc biên bờ sông Hàn. Đây là điểm nhấn của lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021. Với những màn trình diễn sôi động và đầy màu sắc, lễ hội là trải nghiệm tuyệt vời đối với người dân và du khách tham quan. Đoàn Carnival trình diễn Vũ hội đường phố vừa di chuyển, vừa biểu diễn các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và nước ngoài với giai điệu vui tươi, nhộn nhịp, hùng tráng. Nhiều người dân và du khách không chỉ chiêm ngưỡng màn trình diễn mà còn tham gia cùng với các vũ công, nhảy múa theo tiết tấu bài nhạc, tạo nên một không gian rất thú vị, đặc sắc trong buổi tối đầu tiên của năm mới. Tôi thấy cái trình diễn như này là rất chi là phù hợp với thời tiết Đà Nẵng và người dân Đà Nẵng. Tôi mong muốn là sẽ trình diễn như thứ này nó dài để phát triển về ngành du lịch. Mặc dù thời tiết hơi se lạnh, nhưng nhiều du khách đến với thành phố Đà Nẵng đã cảm nhận được một không khí nhộn nhịp và ấm áp của những ngày đầu năm bởi những lễ hội đặc sắc và hấp dẫn. Anh đến Đà Nẵng lần đây là lần thứ ba. Thì mỗi dịp lễ hoặc là Tết thì anh đều cố gắng sắp xếp thời gian để đưa gia đình về để thăm Đà Nẵng. Thì đây là lần đầu tiên anh được trực tiếp tham gia cái lễ hội đường phố rất là sôi động và rất là nhiều nét mới so với những năm trước đây. Anh rất là vui khi mà đến Đà Nẵng trong dịp Tết dương lịch này. Cùng với các hoạt động bên lề khác của lễ hội Đà Nẵng chào năm mới 2021, chương trình Vũ hội đường phố đã góp phần làm cho đường phố Đà Nẵng trở nên rộn ràng và vui nhộn trong những ngày đầu của năm mới 2021.